Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu duy trì hoạt động tổ giám sát cộng đồng để tăng cường tuyên truyền giám sát việc phòng chống dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đội tuyên truyền lưu động của chi bộ Quang Thành 4B1 gồm các cựu chiến binh, ban công tác mặt trận khu dân cư, phụ nữ, hàng ngày tổ chức tuyên truyền tại các khu dân cư, kiệt hẻm. Qua đó góp phần tuyên truyền sâu rộng công tác phòng chống dịch COVID-19 để mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức về các nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng dịch trong tình hình hiện nay. Chiều hàng 3 đến 4 giờ thường là anh em trong tổ tuyên truyền sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà, đi vào các kiệt hẻm, nhất là cái chỗ mà khu dân cư mà ít tiếp cận nhân dân thì đội tuyên truyền phải đến đặt loa đến nơi và tuyên truyền và đừng qua đứng lại chỗ để rồi tuyên truyền bà con để cho bà con được thấm được cái nghị định, cái thông tin mới nhất của thành phố. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 lần này trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc khá phức tạp. Toàn phường ghi nhận trên 120 F0. Hàng chục chốt kiểm dịch đã được thiết lập nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư. Phường cũng đã hình thành 81 tổ COVID cộng đồng phụ trách đến các hộ dân, các nhà trọ trên địa bàn, quản lý giám sát người dân thực hiện khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cho đến thời điểm này, dịch bệnh đã có phần giảm. Toàn phường có 78 tổ dân phố đã qua 12 ngày không phát sinh người nhiễm, còn lại 3 tổ dân phố vẫn nằm trong diện quản lý chặt chẽ. Trên địa bàn phường là còn có 3 điểm phong tỏa cứng. Trên cơ sở là coi như là chúng ta vẫn triển khai phong tỏa cứng cái vùng này, xem như đây là một cái vùng đỏ. Xem vùng đỏ là căn cứ các văn bản quy định của pháp luật cũng như căn cứ các văn bản hướng dẫn về công tác phòng chống dịch thì sẽ được áp dụng triệt để và tối đa đối với các vùng này. Nằm trong diện vùng vàng, phường tập trung thực hiện đúng các quy định của thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh. Tại các khu dân cư thực hiện nghiêm công tác quản lý người ra vào, 45 ban đại diện khu dân cư duy trì việc hỗ trợ người dân mua lương thực, thực phẩm. Hiện nay thì để mà đảm bảo cho người dân chấp hành tốt mọi cái phương án cũng như là cách thức phòng chống dịch đó, thì trên địa bàn phường huyện Khánh Bắc cũng đã là ngồi khâu tuyên truyền ra thì là cũng đã căn cứ theo chỉ thị 05, căn cứ theo quyết định 2788 cũng như là quyết định mới nhất là ngày 2905 của Ủy ban nhân dân thành phố thì đã thành lập nhiều cái đoàn cũng như thành lập cái ban điều hành do đồng chí bí thư chi bộ là trưởng ban tổ chức là thành lập từ 4 đến 50 người. Trên cơ sở đó là phân công cho cái tổ này vừa kiểm tra một mặt liên quan đến công tác người dân chấp hành hay không, và đồng thời về phía địa phương thì công an phường cũng như là các lực lượng khác cũng thường xuyên tuyên truyền và tuần tra kiểm tra xử lý những vi phạm nếu người dân không chấp hành. Ổn định cuộc sống người dân trong những ngày giãn cách xã hội, phường đã vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho hộ nghèo, công nhân lao động tại các khu nhà trọ trị giá hàng trăm triệu đồng, vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà cho sinh viên, công nhân lao động các khu công nghiệp với số tiền gần 2 tỷ đồng.